Ở video tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng nhau hòa trộn các tấm hình để lấy một tấm hình có một cái độ tương phản gần như không có ngoài tự nhiên. Ở đây tôi có 1, 2, 3, 4, 5 đối tượng này. Tôi chọn hết để các bạn nhìn cho dễ. Các bạn thấy rằng 5 đối tượng này đều cùng chụp ở một thời điểm nhất định nhưng có sự tương phản về ánh sáng, nhiệt độ, môi trường khác nhau. Tôi sẽ làm một cái thao tác là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ghép 5 tấm này thành một tấm đẹp nhất, có độ tương phản duy nhất và sắc nét nhất. Tất nhiên rằng độ tương phản này hoàn toàn không có ngoài tự nhiên. Chúng ta cùng nhau làm như sau. Các bạn bật Photoshop lên, sau bật Photoshop lên, các bạn vào File, Automate và chọn Mask to HDR Pro. Và chúng ta chọn tới thư mục hoặc File, các bạn để File, chúng ta chọn Brow. Bây giờ tôi chọn lại, vào Paint Picture, chọn Mask to HDR Pro và kéo ảnh tấm này lên, Open lên. Và thật đơn giản, tôi sẽ OK là xong. Chúng ta cùng nhau chờ đến về lát. Cửa sổ hiện ra, đây là hình thành quả của 5 tấm hình bên dưới. Chúng ta có thể chỉnh vài thông số như sau. Giả sử như chúng ta chỉnh độ phát sáng hoặc cạnh, các bạn kéo lên, có hiện tượng liền. Và cường độ, gamma, độ phơi sáng của tấm hình, sáng lên hay tối đi. Chúng ta có lấy lại chi tiết hay không? Detail. Càng tăng detail này, các bạn thấy đối tượng chúng ta càng sắc nét và nổi khối. Ngoài ra chúng ta có thể chỉnh phần shadow, bóng đổ hay phần highlight cho nó sáng lên. Vibrant, thêm màu sắc và saturation, độ bão hòa của màu. Thì tùy cách chỉnh chúng ta sẽ được một tấm hình hoàn toàn ấn tượng. Và chắc chắn rằng tấm hình này nó đẹp hơn 5 tấm hình ban đầu rất nhiều. Và với cái độ tương phản này thì các bạn không thể tìm thấy ở ngoài thiên nhiên được. Nếu đồng ý chúng ta cùng nhau OK đóng lại. Bước cuối cùng chúng ta cùng nhau lưu tấm hình này